Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Này Đức Trung này, lên sóng để giới thiệu tới anh em tất cả các cái mẫu xe mà bên mình đang chào bán. Anh em thấy là đợt này là mình có xe 7 chỗ này, 5 chỗ này, xe 5 chỗ cỡ nhỏ này. Đấy, và bán tải thì cũng đang rất là nhiều nha anh em nhé. Bán tải đợt này về khá là nhiều. Anh em quan tâm đến những cái mẫu xe bán tải thì có thể đến xem xe trực tiếp tại Uông Bí, Quảng Ninh anh em nhé. Đây là những cái mẫu xe đang được bày bán tại salon. Đấy, cơ sở nhà mình thì đối diện với lại trạm đăng kiểm của thành phố Uông Bí. Đây trạm đăng kiểm anh em này. WinCheck 3.2 màu trắng 2016. XLS. Đấy, trước mắt anh em đây là một cái mẫu WinCheck Biturbo 2018 đăng ký 2019. Con này thì hồ sơ cầm tay anh em nhé. Xe đẹp xuất sắc. Lên lắp thùng cuộn. Chiếc Biturbo 2018 đăng ký 2019 màu trắng này bên mình đang chào bán với giá là 615 triệu đồng, có bao rút hồ sơ cho anh em. Nói chung là giá thì mình cứ báo tương đối như vậy thôi. Thế còn về chất lượng xe thì bên mình đều cam kết là máy số keo chỉ zin. Đấy, xe không có đâm va tai nạn, không hợp nước. Thế còn anh em thiện chí thì cứ đến, cái giá thì mình vẫn có thể bàn thêm, vẫn còn thương lượng anh em nhé. Đây là chiếc XLT, con này cũng khá là lâu rồi này, 2010 đăng ký 2011, số sàn 2 cầu, máy dầu 2.5. Con này là động cơ sinh turbo, nó rất là bền bỉ, tiết kiệm. Con này máy vẫn máy zin nhé, nó chỉ có làm một tí ẩm dầu ở cái răng giàn cò thôi. Hơn 200 triệu, nhô 200 triệu một tí anh em nhé. Đấy, Mazda BT này. Con này mới về mình sẽ báo giá sau. Đấy, con này con XLS 2019, số tự động một cầu. Dòng này thì nó có lái điện, có cân bằng điện tử. Đấy, giá của nó hơn 500 triệu. Còn ngoài trách kia thì cũng giá hơn 500 triệu anh em nhé. Đấy, còn có mấy con xe công vụ anh em đang đi, có con thì đã đặt cọc. Khá là nhiều xe để anh em đến lựa chọn. XLS 2019 giá hơn 5 đồng. Ngoài check 3.2 2017 này, 16, 17 đều còn hết anh em ạ. Giá hơn 5 đồng. XLS form mới giá hơn 6 đồng. Đấy, còn con ngoài check Biturbo 2.0 màu cam này thì giá cũng hơn 6 đồng anh em nhé. Hilux 2019 bản E giá hơn 5 đồng. Đấy, CX5 2018 bản 2.5 bản full nha anh em nhé. Đấy, giá hơn 6 đồng. Và chiếc Suzuki XL7 2022 giá nhô 5 đồng. Đấy, chiếc Hyundai i10 2016 chạy 3 vạn. Đấy, giá của nó cũng hơn 3 đồng. Đấy. Anh em quan tâm đến mẫu nào thì cứ chụp ảnh cái biển số này gửi cho mình, thì mình sẽ thông tin cho anh em bằng bộ ảnh, bằng video clip riêng. Và có bộ ảnh rồi nha anh em nhé. Tất cả các mẫu xe trong cửa hàng đều có ảnh hết rồi. Mình có việc mình về sớm, mình chỉ cần báo sơ bộ cho anh em lắm được thôi. Anh em quan tâm thì cứ liên hệ để mình sẽ tư vấn chi tiết cho anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người.